Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lũ lụt và xả lũ tự động của chúng em gồm có hai phần, là phần điện và phần cơ. Đây là đèn báo và còi báo. Đây là hai cảm biến, mô hình chứa nước và cửa xả lũ. Ưu điểm lớn đó là có thể xả lũ một cách tự động qua điện thoại và người xả lũ không cần phải ở gần hồ. Thứ hai là có thể xả lũ theo hai mức độ là mức xả lũ nhỏ và mức xả lũ lớn. Bây giờ chúng em sẽ tiến hành thử nghiệm hệ thống hỗ trợ cảnh báo lũ lụt và xả lũ tự động. Giờ là đang đóng điện cho hệ thống hoạt động và khi hệ thống hoạt động thì nó sẽ kêu cái tiếng như trên. Khi mực nước chưa dâng cao chạm đến cảm biến thì hệ thống vẫn ở chế độ bình thường là hai đèn của cảm biến đều ở trạng thái là màu xanh. Nhưng khi mực nước dâng cao chạm đến cảm biến thứ nhất đèn của nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Sẽ phát tín hiệu H2 về điện thoại. Người thực hiện công việc xả lũ sẽ soạn cú pháp on 2 để mở để cho đèn báo và còi báo được hoạt động. Tiếp tục, người thực hiện xả lũ sẽ soạn cú pháp on 4 để mở cửa xả lũ ở mức nhỏ. Để đảm bảo an toàn cho hồ chứa nước thì người thực hiện công việc xả lũ sẽ soạn cú pháp on 1 để mở hết mức của cửa xả lũ. Nếu muốn đóng cửa xả lũ thì chúng ta sẽ soạn lệnh on 3.